Lần đầu ăn bún đậu mắm tôm ở Hà Nội khác gì ăn bún đậu mắm tôm ở Sài Gòn. Người ta từng có câu, người thành công thì có lối đi riêng. Nhưng mà tôi bẹo hình bẹo dạng, tôi cũng có lối đi riêng của tôi. Tôi không ăn mắm tôm, tôi chỉ ăn với nước mắm thôi. Đố mọi người cái tiếng đó là cái tiếng gì, ai đoán đúng có thưởng. Mà công nhận nha, ăn bún đậu không có ăn với mắm tôm mà ăn với nước mắm cũng ngon chứ bộ. Đồ ăn thì rất là ngon, chỉ có khác trong Nam á là tôi xin chén nước mắm chua ngọt là người ta làm sẵn, còn ngoài này á xin chén nước mắm chua ngọt người ta cho chén nước mắm mặn với mấy chế tác rồi tự pha đi má. Người ta thường có câu đi đâu cũng được miễn sao đi cùng nhau, ăn gì cũng được miễn là ăn cùng nhau. Vậy mà mỗi lần ăn bún đậu mắm tôm là hết người này đến người kia coi thường mình ra mặt gì đó. Vậy có mấy cái món người ta bỏ hành ngon muốn chết sao không bỏ vô, lúc đó ai nói gì? Bún đậu nước mắm quá ngon. Theo kinh tờ ăn bún đậu với ăn nước mắm mới là chân ái. Thì ở đây ba người ai ăn bún tôm hết mình ăn nước mắm à. Ở đây ba người ai ăn bún tôm hết mình ăn nước mắm à. Kinh tờ mày làm em tao hơi lâu rồi đó.